Hey, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Và hôm nay Vũ Duy Ô Tô lại tiếp tục về cửa hàng một chiếc xe rất là đẹp luôn. Một mẫu xe 7 chỗ, gầm cao, máy khỏe, một dòng xe dành cho đường trường. Và đây là một mẫu xe không phải của Trung Quốc, Đài Loan đâu, mà là một mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ luôn các bác nhá. Chevrolet. Vâng, một dòng xe chạy ở bên Mỹ rất là nhiều và ở Việt Nam mình đi đâu cũng thấy. Chevrolet Captiva sản xuất năm 2010. Một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ nha các bác nhá. Mà con này phải nói thực sự là quá đẹp luôn. Một chiếc xe còn zin nguyên bản ngay từ kính, keo chỉ, gầm mẹ, máy số, tôn vỏ của xe vẫn còn rất là đẹp. Đặc biệt là con này, riêng quả trần của con này thì em đánh giá điểm 10 luôn. Vì là xe gần như là mới tinh luôn các bác ạ. Một mẫu xe số tự động bản Captiva LTZ 2010. Với thị trường các bác ấy đang bán là tầm 206-207. Ở Vuzi Auto em chỉ bán giá hơn 200 thôi. Còn số đuôi là bao nhiêu thì các bác alo ngay cho em Vuzi Auto để được giá chi tiết và yêu thương luôn. Một chiếc xe các bác có thể nhìn này. Đấy, mạ chrome sáng bóng luôn, logo còn nguyên và không có ai dám bẻ trộm luôn. Đây này. Bình thường nhá, nhiều dòng xe thời đó là người ta hay bắn những cái đinh rút vào đây để giữ lại chữ, nhưng đây còn nguyên luôn, không cần phải dán làm gì cả. Một mẫu xe 7 chỗ gầm cao cực kỳ hiện đại. Và dòng này thì là một cái dòng xe những cái thời năm 2008 đến 2010. Đây là những dòng xe hot, những cái dòng xe mà thực sự là gọi là đáng tiền nên mua. Và những ai mơ ước những chiếc xe này thì đều bỏ ra hầu như là toàn 800 đến 1 tỷ thì mới có thể mua được những mẫu Captiva Chevrolet này. Thế nhưng mà tại Vũ Duy Auto thời điểm hiện tại, thời điểm này, các bác mua chiếc xe này chỉ có hơn 200 triệu thôi ạ. Vâng, tại sao rẻ vậy? Vì bên em mua được rẻ, bán rẻ cho các bác luôn. Một dòng xe mà tương đối khá là nhiều người sử dụng. Con này thì đảm bảo cho các bác là tôn vỏ này. Đấy, các bác nghe tiếng tôn đấy ạ. Vâng, rất dày và chắc chắn luôn. Hệ thống đèn của chiếc xe đã được độ rồi nhá. 4 quả bi. Vâng, đều là bi độ hết. Và con này thì có phần LED kết hợp xi nhan, rất là đẹp luôn. Kiểu dáng thì trẻ trung. Có mỗi cái quả bi dưới này là bác ấy chưa độ thôi. Còn đâu xe thì khỏi về bàn rồi. Một chiếc xe của dân chơi Hà Nội, biển thủ đô 30E50632. Bác ấy đi cũng được tầm 6 năm. Vâng, nhưng mà bác ấy bây giờ bác ấy đi không đi nữa thì bác để lại cho em Uzi Auto chiếc xe này. Một chiếc xe được thiết kế rất là đẹp. Logo dấu cộng của Chevrolet Captiva của Mỹ nha các bác nhá. Còn về phần thiết kế thì đúng là nhìn như thế này thì hầm hố vô cùng rồi. Đặc biệt là gầm của chiếc xe này cao đến hơn 30 phân, khả năng leo đèo lội suối rất tốt. Con này thì chống trơn trượt, rồi hỗ trợ khởi hành ngang dốc các thứ là đầy đủ hết. Vâng, một dòng xe mà được bên Mỹ người ta phát triển rất là rực rỡ luôn. Và cái này là độ lên nhá các bác nhá, logo độ lên đấy. Mình cứ thi thoảng đứng cái vào con này được cái là nó có đề nổ từ xa. Chìa khóa thì vẫn còn hai cái nhá, đây chìa khóa còn hai cái còn nguyên đây này. Đấy, đề nổ từ xa, tí nữa em đề nổ không này. Nhiều bác này bảo đấy, thi thoảng nó lại khóa cái. Nhiều bác này bảo là hay không đề nổ được. Tí em đứng bên ngoài em đề nổ cho các bác xem. Đây, cabo tôn vỏ này. Đấy, nó mỏng te luôn nhá các bác nhá. Và kính của chiếc xe này thì zin toàn bộ. Đấy, kính 2010 còn zin nguyên này. Đấy, không lại các bác lại bảo là ấy, con này đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Và chiếc xe này thì bên em Vũ Duy Ô Tô đang bán với cái giá là 240 vâng, 248 triệu đồng. Vâng, một mức giá rất là hời, một mức giá cực kỳ hời cho các bác luôn. Và đây là một dòng xe SUV gầm cao máy khỏe. Vâng, em mua rẻ thì bán rẻ thôi, chả có cái lý do gì cả. Còn các bác nào mà đã theo dõi kênh của em Vũ Duy Ô Tô thì biết rồi. Bên em chuyên các cái dòng xe lằng nhằng và khu khoằm. Thực sự đó cũng là một thương hiệu. Và đương nhiên những chiếc xe em mua bao giờ nó cũng phải rõ ràng, không phải xe lỗi mà em mua đâu. Vâng, cứ chơi xe chất thôi. Còn các bác có thể nhìn này, 4 quả bi này. Đấy, 4 quả bi hai bên, mỗi bên hai quả. Của xe thì là có mắt LED kết hợp. Và bi của xe là đều là bi Fuji, dòng bi cao cấp luôn các bác nhá. Và riêng 4 cái bộ bi này đã lời cho các bác là hơn 15 củ rồi. Đấy là 4 bộ bi đối với giá buôn. Còn nếu mà bác chủ này bác ấy mà độ thì đúng là em không biết là liệu có hơn 20 không. Đấy. Hôm bán cho bác ấy thì bác ấy quên, bác cũng không bảo, bác ấy chỉ bảo là cái bộ này anh độ rất giá trị. Nhưng mà đúng là về em tra lại thì cái giá của cái đôi 4 quả bi này cũng khá là căng đấy ạ. Thế còn phần xi nhan LED kết hợp đây các bác nhìn này, nó còn nét căng luôn này, sáng luôn này, không vỡ viếc này nhá. Vâng, gương này là gương có cụp xe điều chỉnh điện đầy đủ. Đấy, có điều chỉnh điện cụp này. Đây, em cụp luôn cho bác này. Đấy, có cụp đấy nhá. Đấy, cụp xe đầy đủ luôn.
và có điều chỉnh điện đầy đủ cho các bác. Vâng. Hai quả lốp trước thì ở trước xe thì là đều sử dụng lốp 2018, lốp 235-60R18 các bác nhá. Phải nói là quả la răng của nó rất là to, hầm hố với la răng là 7 chấu, phanh đĩa cái này là dán. Những cái đen đen này là dán đấy các bác ạ, không phải là hàng nguyên bản đâu. Còn đâu của nó là nguyên thanh, nguyên tấm này là màu bạc. Đấy, la răng 7 chấu này, phanh đĩa này, 4 bánh, phanh trước là phanh kép nhá. Và cua lốp đây thì không có rách bục gì rồi. Đấy các bác nhìn này. Xe đẹp luôn, vừa về cửa hàng xong. Và con này thì đấy, em review ngay tầm trưa này nắng để làm sao để cho các bác có thể nhìn thấy chân thực nhất về một chiếc xe vừa về cửa hàng. Đấy, tôn nó như vậy cơ mà. Vâng. Tôn thì gọi là dày nhưng mà cái độ sơn tỉa bả là không có. Đấy. Tay nắm cửa mạ chrome open hết tất cả các cánh rồi và có cái chi tiết chống va đập. Đấy, bên này nào, mở. Toàn bộ chỉ keo của xe thì còn nguyên nhưng mà đã được dán chống ồn nữa các bác nhá. Và lại còn độ thêm quả chống ồn này nữa. Đấy, bên này cũng thế này. Đấy, và các bác nhìn này, đinh của nó còn nguyên này. Xe cứng luôn đấy ạ, một mẫu xe cực cứng luôn, tappy zin. Tappy nhựa zin này. Đấy, nhựa zin. Cửa là cái này này, nó có một cái chức năng rất là hay. Đây là chính là mở cửa đằng sau. Mở cái cửa kính ạ, tí là mở cho các bác xem. Thế còn kính điện thì bốn cánh một chạm. Đấy, úi giời, chạm nhẹ nhàng. Mở ra thời tiết này còn bên trong nói thật các bác, khi mà xe mà đã không nổ máy á thì thực sự là mình đứng bên trong còn sướng hơn, à bên ngoài còn sướng hơn bên trong. Đấy, nhưng mà khi mà đã chạy rồi, nổ máy rồi thì bên ngoài bao giờ cũng là cực hình. Đấy, trần của xe này, riêng này em đánh giá 8 điểm luôn, trần cực đẹp luôn nhá. 9 điểm đi. Cho hẳn 9 điểm với cái quả trần này. Trần này là trần nỉ nguyên bản nhá, chưa có độ chế cháo gì cả. Đấy, phần đằng trước của xe thì đã được ốp còn nguyên này. Đấy, ốp cái tấm từ để chống nhiệt. Ở đằng sau vẫn còn nguyên một tấm nỉ nữa cơ. Vâng, và con này đồng hồ hiển thị rất là hiện đại, vô lăng tích hợp. Đấy, cruise control, rồi điều khiển giọng nói tích hợp âm thanh. Có hết nhá, vào khâu da này, cực đẹp luôn này. Con này bác chủ có dùng ít nên là đâm ra là phải nói xe cứng luôn. Các bác nhìn ngay phần vô lăng này, đẹp này mà. Đấy, còn gì nữa không nhỉ? À, chức năng quan trọng nhất thôi coi, để nổ tí em để nổ sau. Nội thất ghế của xe thì là ghế da đẹp luôn. Đấy các bác nhìn này, có những cái lỗ thoáng lưng. Ngồi khi mà các bác đi đường trường này, những cái ghế này là ngồi rất thoải mái luôn nha các bác nhá. Vâng, và ghế thì là ghế chỉnh cơ thôi, không phải chỉnh điện. Đấy, sàn 6D luôn, sàn của Chevrolet 6D có sàn xoắn và sàn dưới là sàn 5D. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, rất rõ ràng. Đấy, tem nhãn của xe thì còn đầy đủ luôn. Một mẫu xe Chevrolet thương hiệu đến từ Mỹ. Ốc này còn chưa thèm ra này, ốc chưa có dấu mà hiệu tháo mở luôn này. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, ốc chưa còn nguyên bản luôn. Chưa có dấu hiệu tháo mở. Một dòng xe chạy rất là lành bền. Một dòng xe khỏe. Vâng. Con này thì nói chung là nó có 7 chỗ nên là nó rơi vào tầm khoảng 9 đến 10 lít trên 100 cây cơ. Nhưng mà với thời điểm hiện tại tính ra là có 2.500 đến 3.000 trên 1 cây. Thì em cũng khẳng định với các bác rẻ gấp bằng 1/4 cái taxi. Taxi bây giờ cứ leo lên là 20.000. Đi càng lâu càng dài thì cũng 12 13.000 một cây, mà đấy là taxi Morning nhá. Còn riêng bọn này mà làm taxi thì nó phải 15.000. Hỏi thật các bác chứ làm gì có mẫu xe nào đấy tính ra có 3.000 cây, cứ gọi là xem thoải mái là 3.000 một cây. Thế mà các bác mà đi taxi là tính ra là người ta sẽ kiếm của các bác rất là nhiều tiền. Nên là mua những cái mẫu xe này đấy có 200 triệu. Nếu bác nào đi nhiều cứ chơi con này là ok. Lốp 235-55R18 nha các bác nha. Lốp này, đấy, phanh đĩa này các bác ạ. Phanh kép, đấy. Phanh phía của xe thì rất là lét lừ luôn. Và lốp thì dày, lốp dày nguyên dính sỏi luôn này. Đấy, một dòng xe thương hiệu Mỹ rất là bền lành, chạy thì xả xã luôn, không biết hỏng luôn. Dòng này thì nói chung là một dòng xe ở ngoài đường thị trường Việt Nam những cái năm 2008, 2010 thôi các bác chứ, chạy đầy đường luôn. Phía đằng sau là phản chiếu hậu của xe, đấy, các cái đèn phản quang kết hợp với đèn trên này, đèn tròn, có thiết kế mắt xung quanh. Vâng, thiết kế mới của cái dòng Captiva. Vừa nãy thì em bấm vào cái nút là mở kính á, chính là cái cửa kính này này. Nhiều bác là không biết nhá, tưởng là cái cửa kính này là không thể mở được, nhưng mà không, nó mở riêng này này. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, đấy, cửa kính này là cửa kính mở riêng nhá. Đấy là một cái chức năng rất là hiện đại của dòng này. Dòng để mà ví dụ các bác chở đồ các thứ là bác dùng cái kính này là rất là ok. Đấy. Còn đóng vào bây giờ có mà mở bằng niềm tin. Vâng, vì là khóa điện à. Vâng, thế còn nếu mà mở cánh to thì đây. Đấy, camera lùi rồi. Đấy, hai mắt đàng hoàng. Nhưng mà thực sự là chỉ dùng mất một mắt thôi.
Còn đâu xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng rồi. Đấy, gõ tôn vỏ mỏng này. Đinh hàn đây còn nguyên, đinh hàn đây. Đấy. Và cái phần sàn của xe đây, các bác nhìn này, sàn này tại sao mà lại cho cái lót sàn này vào? Vì là bác chủ bác ấy không dùng đến cái hàng ghế sau cùng. Bác ấy để lại, đây là một mẫu xe 7 chỗ nhá. Em cứ lột cái này ra ngoài đã. Vâng. Các bác có thể nhìn với em. Đầu tiên là hai cái ghế ở hàng ghế cuối cùng. Đây, da của nó còn đẹp nguyên này. Đấy, các bác nhìn ạ, da còn đẹp nguyên. Tất cả đồ nghề của nó còn gần như là nguyên bản. Đấy, các bác nhìn ạ, vâng. Tiện lợi luôn. Đấy, đúng 7 chỗ chưa? Vâng, đấy. Hai trước là ba giữa này, hai sau thế là 7 chỗ rồi. Đấy. Và khi mà úp xuống thì ta có một cái khoảng sàn rất là rộng. Từ đây ở trong là 1m, là chiều ngang 1m4 và chiều cao của nó là 80 phân. Các bác nào mà hay đi du lịch, đi phượt, các bác đi công tác, đi chở đồ cũng được. Thì cái này rất là tiện luôn. Còn kích lốp đồ nghề thì đây nhá. Đấy, đồ nghề kích lốp đây. À, và có nhiều bác ấy hỏi là chết không biết là tháo cái lốp gì kiểu gì. Thì mình nhớ cái mở cái này ra. Sau đó chọc cái bàn vam vào vặn và nó sẽ hạ được lốp xuống nhá. Vâng, chứ nhiều bác thực sự là đến lúc đi chán rồi không biết là hạ lốp kiểu gì cơ. Thì đấy là em dặn cách hạ lốp. Đấy. Và đương nhiên là hai bên này. Đấy, có cả cổng sạc 12V cho các bác luôn này. Đấy. Đó, cổng sạc cho các bác để các bác đi những chuyến đi xa. Đấy, còn chỉ keo thì khỏi phải bàn rồi. Con này thì các bác yên tâm vì là chỉ keo đây là đã là được dán phim chống ồn rồi, dán cái răng chống ồn á, nên là rất là yên tâm. Đấy, thiết kế đèn đẹp, đều, bóng căng, sáng, nói thật các bác nhìn gần như mới luôn. Gần như mới tinh luôn. Đấy. Các bác cứ nhìn các cái phần khe kẽ này. Nó đều tăm tắp luôn nhá. Vâng. Và xe thì đấy, đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng tai nạn rồi. Các bác cứ lấy về chạy thoải mái luôn. Lốp Michelin 2021 là lốp dày. Đấy, rãnh lốp dày khự luôn à. Đấy, còn gầm đầy sỏi à. Và con này được cái gầm của nó thì thôi rồi. Đấy, nội thất này. Thời tiết nắng nóng luôn. Thế mà bác nào mà yêu thích em mà đang xem đến cái thời điểm này thì cho em một nút like. Đấy, để em làm động lực làm video tiếp theo cho các bác. Vâng. Một mẫu xe 7 chỗ gầm cao đường trường. Dành cho những bác nào mà thích to cao hầm hố. Giá rẻ đấy, ốc nó còn chưa ra dấu luôn này. Đấy, một mẫu xe rất là đẹp. Sàn là 6D này. Và đương nhiên khuyến mại cho các bác một nước này, ở đâu ra lắm thế. Rồi. Đấy, nước uống đấy. Vâng. Tranh thủ đằng nào trong xe có nước thì mình sẽ lấy ra để làm hớp cho nó mát dạng. Vâng. Một mẫu xe số tự động các bác nhá. Vâng, nhắc lại là số tự động không phải số sàn đâu. Nhiều bác bảo sao rẻ thế hay là số sàn, không, đây số tự động cơ. Phải nói là mát. Thời tiết nắng nóng cái này uống được hớp nước cũng mát đúng không? Đây nhá, đúng nước luôn này, em vừa mới xơi xong. Đấy. Một mẫu xe đường trường dành cho gia đình. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, xi nhan này. Và đấy, chức năng quan trọng nhất nhá, để nổ từ xa. Để từ đâu nhỉ? Đây à. Em sẽ tiến hành để nổ từ xa chiếc xe này cho các bác. Đấy, mình vừa bấm cái là nó tít tít luôn. Đấy là tít khóa mở. Mình sẽ phải giữ cái này từ 2 đến 3 giây. Đấy, bắt đầu lên rồi đấy. Đấy đấy, các bác nhìn chưa? Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Rất hiện đại luôn nhá. Đấy, úi giời. Cái này là tại mình hình như là mình bấm quá tay nên là cháu lo là không có chế độ duy trì. Đấy, bây giờ là duy trì rồi. Hình như là mình thiếu một cái gì đấy. À. Đúng rồi, mình thiếu thật. Mình còn cái gì nữa nhỉ? Ừ, mình cái này em đang mở cái chế độ khóa khiển này. Rồi, đây không vấn đề gì, đây nổ đơn giản. Đấy. Đấy. Còn cái gì nữa không nhỉ? Khi mà để cái chế độ khởi động ngoài này thì bao giờ là mình cũng phải có cái độ đệm duy trì. Đấy. Cái này em nghiên cứu thêm. Bình thường thì nó sẽ khởi động đều. Nhưng mà như thế này là chắc là lúc nãy em bấm vào đây rồi. Hiện nay là khóa cửa vẫn đang mở mà. Vâng.
Đúng thật các bác ạ, vừa nãy em kiểm tra rồi, té ra là không phải là tại mà em chưa sử dụng hết được cái này. Em bấm linh tinh dẫn đến là nó kiểu nó để nó khởi động máy lên một chút là cái là dừng. Đấy em vừa mới bấm xong à. Rồi cái này không vấn đề là gì, nói chung là hàng thuốc chuột mình chưa quen chứ không phải là lỗi. Đấy, các bác có thể nhìn là vô lăng này, tích hợp túi khí còn nguyên, còi to, đấy, lăn bánh 12.6, đồng hồ hiển thị rõ ràng luôn đấy các bác nhá, đồng hồ này bình thường nó không nhấp nháy đâu nhưng mà nhìn qua cam này nó nhấp nháy đó. Vâng, nhạc thì ok luôn. Đấy, nhạc của model Tucking nhá. Thế còn đây là điều hòa ô tô nhá các bác nhá. Và con này thì có điều hòa vùng trước này cho các bác. Vâng, rất là mát lạnh luôn. Và bây giờ thì ta sẽ cùng đi ra khoang động cơ của chiếc xe. À, kể cả ốc này nó còn dấu này. Đấy, ốc này nó còn đẹp luôn. Vâng, ta đi ra khoang máy. Đây các bác nhìn này, thiết kế đầu rất là đẹp, bi cầu. Mở đèn pha ra nào. Con này đấy. Đây các bác ơi, mắt bi này. Đấy, khi mà mình độ lên phát là nó sáng cả đôi luôn. Rất sáng các bác ạ, sáng trắng luôn này. Đấy, không gây chói mắt người đằng trước, khả năng tăng sáng cực kỳ rõ ràng luôn. Chiếc xe này thì sử dụng động cơ cam kép DOHC 16 van máy 2.4, mức tiêu thụ khoảng 10 lít trên 100 cây nhá. Riêng ai mà đã đi con này thì cũng bảo luôn các bác là đừng tiết kiệm nhiên liệu làm cái gì cả. Dòng này nó khỏe, các bác đạp ga phát nó thoát nên là chắc chắn máy nó phải như thế này. Thế là động cơ to khỏe, máy hầm hố, đấy, xe chắc, số má ngon. Con này thì đảm bảo cho các bác máy số cực ngon luôn, chạy cực lành bền luôn nhá. Đấy, máy chạy rất là êm luôn. Và đầu dòng tai đèn của xe nó còn nguyên đây này, 2010 mà. 2010 mà thực sự là xe vẫn còn tươi như mới luôn. Đấy, thiết kế đèn này, bầu đèn nét căng, kể cả ban ngày và trông nó đã sáng láng như này rồi. Đấy, và những ai mà quan tâm đến mẫu xe này, một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ tại em Vũ Duy Ô Tô, thì mời các bác qua cửa hàng em xem xe và thẩm nghiệm nhá. Vâng, chiếc Chevrolet Captiva này, đây cho bác xem gầm này, của nó còn đẹp này, không có dầu mỡ gì nhá. Vâng, gầm đẹp không có dầu mỡ. Và dòng này thì là một dòng xe rất là lành bền, ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, gầm bên này, đẹp căng luôn này, không đối thủ về độ chất luôn đối với gầm nhá. Đấy, còn cái lốp sơ cua thì ở dưới này, mà các bác nào mà hỏi là lốp sơ cua ra kiểu gì thì đấy, vừa nãy em hướng dẫn rồi đấy. Vâng, sơ cua đầy đủ, tất cả các cái chức năng của nó còn hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, vâng, và các bác nào có thắc mắc về vấn đề gì với chiếc xe này thì điện thoại ngay trực tiếp cho em Vũ Duy Ô Tô xem xe tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng nhá. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bây giờ thì em cứ phải đánh võng con này tí để gọi là cho nó biết mùi của Chevrolet Captiva LTZ, hàng đẹp nó như thế nào. Đấy, phanh tay này thiếu mỗi phanh tay điện tử thôi, còn chả chê gì. Đấy, xe rất là đẹp luôn, xăng như thế này thôi nhưng mà nó còn đến 105 cây nữa mới hết này. Đây này, các bác ăn quá ít luôn, 7 chỗ gầm cao mà ăn mới có gọi là 10 lít trên 100 cây, phải nói quá tiết kiệm đấy ạ. Vâng, dòng này một dòng xe chạy rất là linh hoạt, có camera lùi cho các bác luôn. À, camera lùi này. Đấy, có cam lùi nhá, không thiếu một cái gì. Và bên em thì nói chung là xe đẹp, bán giá rất là mềm, nên là các bác nào quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng em lái thử và trải nghiệm luôn. Cảm ơn các bác nhá, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác. Con này được cái ngon các bác, xe đẹp mà lại ngon. Laptop thông minh, chìa khóa hiện đại.